Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch Kỳ Thú. Ngày hôm nay thì Ngọc Thuận sẽ dẫn đến tất cả quý vị đến với một quán ăn mà nơi đó là một đặc sản của quê hương xứ sở miền Bắc ha. Một trong những món ăn đặc trưng của người vùng miền luôn. Ngày hôm nay Thuận sẽ giới thiệu tất cả quý vị món quán Một Buổi Sáng. Quán ăn Một Buổi Sáng tọa lạc tại đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Không còn xa lạ với thực khách yêu món ăn với hương vị đặc trưng miền Bắc. Chủ quán không ai xa lạ chính là TikToker nổi tiếng Long Chun. Quán ăn nổi tiếng với món bún thang và xôi mang đặc trưng Bắc Bộ. Hãy cùng theo dõi hành trình của hai chàng diễn viên lại có cùng đam mê ẩm thực các bạn nhé. Đây, Long Chun ha, chào em. Chào em. Rất là vui ngày hôm nay được đến tham quan quán của em ha. Dạ. Lần đầu tiên anh đến mà anh thấy cái không gian này cũng như là không khí rất là mới mẻ, giống như là một buổi sáng đó, rất phù hợp với quán luôn. Em rất là muốn mang đến cho mọi người một cái không khí là một buổi sáng là trong lành, là thoải mái để mà mọi người có thể đến đây ăn và có một cái ngày làm việc nhiều năng lượng, nhiều tích cực. Ngoài chúng ta đến đây ăn thì chúng ta cũng có thể gặp gỡ Long Chun nè, rồi chúng ta cũng có thể chụp những bức hình rất là dễ thương ở bên tường kia, em thấy là như em tự vẽ luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Khi mà vào đến đây thì em muốn mọi người có một cái buổi sáng tuyệt vời và mọi người có thể nhìn được những cái phong cảnh tuyệt vời của cái món ăn mà mọi người đã ăn. Anh được biết là quán em có một món ăn cũng là đặc sản của Hà Nội luôn. Cái món ăn mà Long đem đến cho tất cả những thực khách ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó là một cái món ăn mà ở quê hương em á, người ta hay nói là món dọn cỗ. Có nghĩa là sau ngày Tết á, mà tất cả những cái gì còn thừa như là giò, trứng này, thịt gà luộc này, rất là nhiều thứ thì gom lại chung thì sẽ thành cái món bún thang này. Bún thang. Đây cũng là một cái món mà hàng năm Tết nhà Tết nào một khoảng mùng 4, mùng 5 Tết ba em cũng sẽ nấu hết cho mọi người ăn và thực sự là mỗi lần Tết đến thì chỉ nhớ cái món này thôi để như kiểu là giải ngấy ngày Tết ai. Và em thấy nó rất là ngon và được nhiều người khen nên là quyết định là mình thử xem sao, biết đâu mọi người sẽ thích cái món này. Và quý vị ơi, bún thang là Thuận cũng đã ăn rồi. Trong quá trình học bếp, Thuận cũng đã học rồi và cũng đã nấu rồi luôn. Nhưng mà chắc chắn bún thang của quán Một Buổi Sáng ngày hôm nay sẽ đặc biệt hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Đó là một truyền thống gia đình và họ có những cái bí quyết. Khi đến với Một Buổi Sáng thì quý vị có thêm một cái điều rất là đặc biệt nữa tại quán. Đó chính là chúng ta được tham quan bếp mở luôn. Bếp mở là một trong những gian bếp mà rất ít quán có thể cho khách được tham quan và cũng như là được nhìn thấy nấu ăn tại chỗ luôn. Ngay bây giờ quý vị hãy cùng Thuận và Long Chun vào ngay gian bếp để nhìn thấy được quá trình làm ra một tô bún thang kỳ công như thế nào nhá. Xin mời. Đi thôi, mời mọi người vào đây ạ. Đây thì là cái gian bếp mở. Em cũng muốn show cho mọi người thấy là mình làm rất là sạch sẽ và mình vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ được đặt lên hàng đầu. Theo anh được biết là nếu mà mình đã quyết định làm một cái bếp mở là tất nhiên bếp của mình phải rất là sạch sẽ, là đồ đạc rất là gọn gàng, ngay cả những vị đầu bếp trình bày rất là đẹp này kia để cho tạo thêm một cái gọi là sự thu hút khi khách đến nè. Nhiều khi người ta sẽ đi ngang cái cầu thang của mình nè, người ta đi vô, người ta sẽ thấy bếp được mở vậy rất nhìn rất là hấp dẫn nè, nào là thịt gà nè, rồi trứng nè, rồi củ cải muối nè, rất là nhiều. Quý vị có thể nhìn thấy một cái cô gái đang sắc rất là điêu luyện. Các bạn ấy làm cái chuyện này hàng ngày rồi nên là rất là quen tay rồi. Quý vị nhìn tại sao cái trứng nó lại mỏng và chỉ đến như vậy, đó là một trong những bí quyết mà chiên trứng luôn đúng không? Dạ. Chờ gì nữa nào. Sáng giờ anh đến đói một buổi sáng là đã đói rồi. Thì bây giờ mình chút nữa giới thiệu tiếp ha. Bây giờ mình lên thôi thật đấy. Thế em nghĩ là mình lên mình chuẩn bị mình thưởng thức rồi. Xin mời quý vị cùng lên lầu thưởng thức ha. Nơi đây là cái khu vực tầng lửng của em thì ngoài cái khu vực ở dưới á, tại vì em biết là người miền Nam á, nhiều khi có nhiều người là không có thích ngồi máy lạnh. Còn ai mà muốn ngồi máy lạnh thì em lại dẫn tiếp lên tầng trên. Nhưng mà thật sự là anh rất thích cái khi mà ngồi ăn mà ngồi ở cái tầng lửng như thế này á. Ngồi tầng lửng như này thì nó có cái gió trời nó cũng thoáng mát và em cũng cố gắng làm sao để cho những cái cửa sổ kia nó có gió vào được, nó sẽ không bị bí.
và em rất thích thời tiết ở trong miền Nam, bởi vì là nó mặc dù là ở ngoài thì rất là nắng nhưng mà ở trong nhà thì không hề khó chịu. Nhưng mà anh biết ngoài tầng lửng này là em vẫn còn những cái tầng khác rất là hấp dẫn. 3-4 tầng cơ mà. Wow, đúng vậy ơi. Trời ơi, đi chứ, 3-4 tầng lận. Nơi đây là cái khu vực tầng 1 của em. Hôm nào mà họ cảm thấy nóng quá, ví dụ như em này. Đó, em ăn bún, em hay chảy mồ hôi này kia thì mình có thể ngồi ở tầng 1 này để mà có máy lạnh thì nó sẽ thoải mái hơn. Và bên này thì là khu vực phòng riêng. Mình làm nghệ thuật mà, đâm ra là có nhiều anh chị em nghệ sĩ đến đây mà họ cần cái sự riêng tư thì em sẽ dẫn họ vào những cái phòng riêng để họ có thể thoải mái hơn. Cây xanh nè, rồi có thoáng khí trời rồi này kia. Đây, bây giờ mời anh tiến vào khu vực phía trong này nha. Đây, thật ra cái không gian ở đây khi mà em tìm được cái điểm này em rất là ưng luôn anh Ngọc Thuận. Bởi vì là nó rộng rãi, nó thoáng mát. Mình nhờ một cái người thiết kế hay là do chính bàn tay của mình tạo nên? Về cái ý tưởng này, về màu sắc này và về những cái chi tiết thì em và chị em sẽ là người tìm những cái chi tiết đó. Và khi mà tìm và lên một cái ý tưởng của hai chị em rồi thì tụi em có nhờ những cái bạn thiết kế chuyên nghiệp, bạn ý làm lại cái ý tưởng của mình cho nó nuột nà hơn. Và cuối cùng thì có một cái sản phẩm như vậy và nó rất là một buổi sáng, nó rất là một buổi sáng luôn. Bởi vì là ở cả hai cơ sở ở Hà Nội hay là Sài Gòn thì em cũng đều làm cái tông màu này. Và thường thì khách đến đây họ cảm thấy rất là dễ chịu và họ cảm thấy là sạch sẽ, đẹp đẽ. Và ngồi ăn trong một cái không gian như thế này thì rất là dễ chịu. Menu của một buổi sáng ha. Yeah. Wow, đồ ăn sáng nhưng mà thấy rất là đa dạng và phong phú luôn. Ai cũng nghĩ là kiểu một buổi sáng là long chun là bán là chỉ bán buổi sáng ăn thôi. Ý khúc đầu của mình anh nghĩ một buổi sáng chắc là một buổi sáng mình đến đó mình ăn cái gì đó nó nhẹ nhàng đơn giản xong mình đi làm là xong, nhưng mà đến đây thì thấy không phải một buổi sáng đâu nha, mà là một buổi sáng mà bán cả một buổi tối nha. Thôi anh ngồi đi, anh bây giờ anh muốn ngồi đâu nè. Ok. Đặc biệt ở đây thì chỉ có bún thang đúng không? Dạ, bún thang đặc biệt luôn đi. Bún thang đặc biệt luôn. Em cho anh Thuận một suất bún thang đặc biệt nhá. Ok, cho anh một mâm xôi đi. Em nghĩ là xôi thì mình sẽ thử mỗi món một tí, cho nên là mình sẽ thử mâm xôi đặc biệt. Và một phần nem chua rán. Anh gọi nước đi. Nhìn hai anh em mình biết là cái phần ẩm thực nó cũng được. Ở đây thì em đang có một cái món là trà gạo vải. Thầy bán khách khá là thích. Anh cũng muốn thử. Cho anh một trà gạo vải nha. Anh thì trà gạo dưa hấu đi. Ok. Có trà chanh chém gió nữa nè. Đó là trà chanh bình thường đó mọi người. Ở ngoài Bắc thì hay gọi là trà chanh chém gió. Em nhớ là cái hồi mà trà chanh mới du nhập ở miền Nam á, là cũng tên là mọi người cứ bảo đi trà chanh chém gió đi. Đó thì thật ra cái này nó là một cái tiếng lóng. Và họ đem vào thì tự nhiên bây giờ nó thành một cái tên. Em luôn muốn chọn những cái tên nào hay lạ mà người ta tò mò anh. Thực chất cái món này nó chỉ là trà chanh thôi. Giống như cái tên của em Long Chun á, Long Chun là biệt danh hay là tên thật của em? Là tên biệt danh ạ. Chứ không ai mà bố mẹ em đặt tên là Chun thì chắc là buồn cười lắm. Trong lúc mà chúng ta chờ đợi món ăn ra thì chúng ta có thể quan sát nhẹ trên cái bàn ha. Như đây Thuận thấy nè là có cả cái phần là giới thiệu món ăn luôn. Ăn bún thang đúng cách. Hình hai anh em nè. Có Long Bé nữa đúng không? Dạ đúng rồi, Long Bé. Rất tiếc là ngày hôm nay không gặp được Long Bé. Long Bé thì vừa mới đăng thi xong. Dạ nên là em chưa cho vô được. Chưa cho vô được nè. Bún thang theo anh được biết linh hồn nằm ở mắm tôm. Dạ. Cái cách mình làm mắm tôm hòa vô chung cái nước dùng của nó đúng không? Như em biết là bún riêu ở Sài Gòn là cũng có ăn với mắm tôm đúng không anh? Nhưng mà rất là có nhiều vị khách đến đây và họ lấy làm lạ khi mà một cái món nước mà cho mắm tôm vô nha. Và họ hỏi là cho mắm tôm bằng hiệu vị nó có bị kỳ không? Thì em mới bảo là không. Thì cuối cùng là quá nhiều người như vậy nên là em phải làm một cái này. Để em biết là cho mọi người biết là cho mắm tôm mà mới ngon mọi người ơi. Ăn mà ai mà không có ăn được mắm tôm thì mình không có nói. Nhưng mà ví dụ mà ăn được mắm tôm mà không cho vào là uổng phí một nửa cuộc đời luôn này. Sau đó cho thêm chanh vô. Dạ đúng rồi. Cho thêm chanh vô khi kết hợp chanh nó sẽ ra một cái vị nhẹ, chua nhẹ khác nữa. Đó đúng không? Dạ rồi. Nó còn có một dòng là SOS, nhớ lấy một chút, một buổi sốt, một buổi sáng chấm gà nha. Thì cái này là em khai thật là em du nhập. Em thấy là người miền Nam á, họ ăn bún hay ăn phở hay ăn bất kỳ một cái gì là có một chén chấm. Ăn bất cứ thứ gì, người ta cũng cần một cái chén chấm, có thể là muối tiêu nè, muối ớt nè, nước mắm nè, nước tương nè. Nhưng ít nhất trên bàn một cái phần đồ ăn thì nó sẽ cần có một chén chấm thì... Đúng rồi. Đó là một cái...
thói quen. Đúng rồi, mà em đi bất cứ hàng nào, từ nhà hàng hay là từ lề đường hay gì nha, mọi người đều có chén chấm đó. Đó là lý do tại sao mà em quyết định là em họp lại với cả các cái anh chị đầu bếp của em và anh mọi người, và cho ra một cái loại nước sốt chấm để mà chấm gà. Nó cũng là chua chua ngọt ngọt thôi, để mà mọi người vẫn có thể duy trì được cái thói quen của mọi người là mọi người ăn chấm. Và hơn nữa thì nó cũng làm gia tăng cái hương vị đó. Và sau khi ăn thử 7-7-49 lần thì thực sự là em thấy nó cũng phù hợp. Và em quyết định là cái món này là món nhập gia tùy tục, nhưng ngoài Bắc là không có. À, nhập gia tùy tục. Vậy chút nữa mình sẽ khám phá thử xem. Quê 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 quê. Giống nó giống như thịt kho mà nó kiểu hơi kho tàu. Hơi quay kho tàu à? Ở ngoài Bắc em gọi là thịt kho tàu. Kho này là để lên một cái mẹt như thế này là bày ra cho đẹp thôi, chứ bình thường là vẫn để ở trong cái nước này kia. Dạ, có nước còn này kia. Anh có thể ăn một mình anh một tô này nha, bởi vì em ăn bún thang quá nhiều đến mức độ em phát sợ rồi anh ạ. Okay. Đây đây rồi. Là mắm tôm linh hồn. Nước trước đi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ăn nước trước. Vừa ngon. Nếu mà tất cả quý vị mà muốn ăn một cái vị nó thanh tao chút xíu á, thì chúng ta có thể ăn nước, với ăn nước ngay khúc đầu luôn nha. Khoan hãy nêm thêm mắm tôm hoặc là sốt của một buổi sáng ha. Dạ. Dùng gà hoặc dùng tôm gì đó đúng không? Ừ. Đó. Ừ. Còn tôm, rất là nhiều tôm. Wow. Và tất cả những cái mà nguyên liệu tôm á, ở trong thành phố Hồ Chí Minh em đi tìm hoài không có tìm được cái nguyên liệu đó. Nó khi đặc biệt nấu nước dùng, chúng ta sử dụng tôm khô nè, mực khô nè. Đúng rồi, chính xác. Nó sẽ làm cho cái nước của mình ngọt hơn. Ngoài ra là chúng ta có thể nấu thêm là xương gà nè, là xương heo, nhưng mà rất là ngon và thanh luôn nha. Dạ. Lúc nãy mà anh vô anh nhìn cái menu, cái quán với một cái quán được trang trí rồi đầu tư nhìn rất là bắt mắt như vậy mà cái giá rất là mềm, anh thấy cũng hơi bất ngờ. Tại vì là như mọi người biết là cái đợt vừa rồi chi phí tất cả mọi thứ nó đều lên hết á, lên rất là cao luôn. Mà em khi mà em mở cái quán trong này là cái tiền em đầu tư á nó phải gấp đôi ở ngoài miền Bắc em luôn á. Cái thời gian đầu khi mà tất cả những cái vị khách đến với em, với cả những cái sự thương yêu mình qua mạng xã hội, qua tất cả mọi thứ, thì em vẫn muốn là mình để giữ nguyên cái chi phí đó. Thứ nhất là để mà khách mình có thể nhiều người hơn có thể thưởng thức được cái món này mà họ không phải quá lo lắng về cái chi phí. Còn về tương lai, nếu mà như mà vật giá tăng cao thì chắc cũng phải xin phép khách hàng để mà tăng nó lên một chút để cho nó phù hợp với cả cái doanh thu của quán hay là trả cho nhân viên. Mọi người ăn món của anh á là anh rất muốn nhìn vô mắt của họ. Họ khoan, tại vì không thể nào giấu được cái cảm xúc đó, và họ sẽ nói ra thì mình có thể đoán được nếu mà thật sự họ thích cái món đó và họ có ngon thật, mình cảm thấy mình hạnh phúc đúng không? Nghe cả em tạo ra một cái món ăn mà tất cả đến đây, thực khách đến đây thưởng thức mà họ ngon và họ đến nhiều lần là cũng thấy rất là vui ạ. Cũng nhân ngày hôm nay khi mà anh đến đây thì ví dụ như là em cũng rất là thích một cái người mà em không phải em thích nghe những tiếng khen hoài đâu. Em còn muốn mọi người cho em cái góc nhìn của mọi người về món ăn đó, để mình có thể chính xác làm cho nó tốt hơn. Và thực sự là đối với những ai mà chê em á, em cũng chê theo kiểu là xây dựng nha anh, thì em cảm thấy em rất là hạnh phúc, em rất là vui, bởi vì là rõ ràng là người ta phải cảm thấy là người ta yêu quý mình người ta mới chê chứ, còn nếu không là đến khen thôi em ơi ok được là em thấy nó cũng ok. Nhưng mà em không biết em sai ở đâu, và em không biết em nên giống như kiểu có những bạn em đến đây bảo là em ơi em phải cho thêm rau sống này kia này, nhưng mà ví dụ như em sẽ chắt lọc. Ví dụ là 10 người khuyên em mà một cái việc đó mà đến 6-7 người khuyên là em sẽ chắc chắn là em sẽ ngồi xuống em suy nghĩ. Thật sự có những cái lời khen á mà khen mà có sự góp ý mình rất là thích. Dạ. Anh cứ đừng thoải mái nha, đừng ngại chê em luôn á. Anh không ngại đâu, tại vì món này anh cũng có học và cũng đã nấu rồi, nhưng mà anh ăn vô thì anh thấy cái vị của em nó có một cái vị lạ đặc biệt hơn. Và anh thấy là em dùng nước tôm là thấy khác. Nói như là cũng là một cái bí quyết của em rồi đó. Dạ. Yeah. Đây nha, em sẽ ăn xôi. Ăn xôi thử món miết cả nhà. Ăn miết mà mặt đần nổi mụn không? Không ạ, mắm tôm nguyên luôn, em không nấu luôn á. Có một cái vị mắm nhẹ ha. Cho thêm một cái lá chanh vào nha. Ok, rất là hấp dẫn nè. Anh thấy có vị chua.
Ớt thì tất nhiên là có ớt rồi, tỏi, đường. Mà sao anh thấy nó hơi vàng vàng vậy? Không, không như trứng mà. Anh biết cái gì màu vàng không? Anh thử đoán. Lạ, ăn rất là bắt luôn. Cái này thật sự là một cái lực. Em dùng gà hay là chấm rất là bắt luôn đấy. Cái này nhiều khi là gà bùng nổ vị giác hay nha. Đúng rồi, gà luộc hay gà gì đó. Rất là bắt luôn đó nha. Cái chấm này rất là ngon luôn á. Và có hôm nước sốt của em màu vàng, nhưng có hôm màu đỏ. Trong này nó có một chút xíu sữa đặc nữa đúng không? Đúng rồi. Đó anh chỉ đoán được nhiêu đó là không biết chú. Cũng đủ, trúng hết rồi đó. Dạ trúng hết luôn á. Thật ra để mà ra được một cái món nước sốt như này lúc đầu tụi em bị tách nhiều lắm. Tụi em phải tìm tòi công thức này kia nọ khác thử rất là nhiều lần. Cái khâu mình xây, cái máy xây sinh tố của mình á, cái máy phải mạnh. Nó có khi đánh tách hai cái lớp ra. Nó vừa xây mà nó cũng là vừa cái sự kết hợp lại á. Mà anh ở nhà cũng có một đứa em trai mà lớn hơn Lâm bé xíu. Dạ. Cũng hai anh em giống như là bạn bè với nhau rồi đó. Dạ. Thường anh thấy hai anh em rất là thân thiết nè. Tuy là có những cái màn cà khịa nhau nhưng mà anh biết ngoài đời rất là thân thiết luôn. Thôi ngày nào cũng phải gọi điện anh ơi đang làm gì này kia khác. Mọi người theo dõi em nhiều lắm. Thì cũng kiểu biết được cái hoàn cảnh của hai anh em mà cũng hơi đặc biệt một chút xíu. Hiện tại thì Long Bé ở với bà ngoại. Em mà cứ đi xa hoặc đi công tác là em phải gửi bà ngoại. Bởi vì là em vừa là anh mà vừa là như kiểu giờ cũng phải như là ba và như là mẹ luôn á. Long Bé thì với em là em cùng mẹ khác cha. Giống anh luôn. Dạ. Cùng mẹ khác cha luôn. Dạ, cùng mẹ khác cha. Tuy nhiên thì vì một vài cái lý do mà bây giờ tụi em không được ở cùng mẹ. Ba em thì mất rồi, còn cái ngày đẻ ra là Long Bé bị tim bẩm sinh. Cho nên là hai anh em nuôi nhau. Đến giờ được thời điểm này cũng thế, nhưng mà thời gian tới chắc là em sẽ cho Long Bé vô đây cùng luôn. Thì em sẽ dễ chăm sóc hơn, tại vì công việc của em ở trong này rất là nhiều. Em thấy là Long Bé được phát triển một cách thoải mái. Và bắt đầu cái hạnh phúc nhất là khi mà em mình, con mình nói với mình được là em thích cái này, em thích cái kia, em thích làm điều này, em thích làm điều nọ. Đấy là những cái hạnh phúc nhất, bởi vì ngay từ em bản thân bé em không bao giờ em dám nói bố mẹ em hoặc là cái người nuôi em là ê con thích như này, không dám nói, sợ ăn mắng, sợ này kia đó khác, sợ bố mẹ bị áp đặt này kia. Mình chỉ muốn con của mình hoặc là em của mình nó lớn lên trở thành một cái người có ích cho xã hội là được. Mà rất là thương anh, thấy anh buôn bán như này là khai trương anh ơi em ra nhá. Em ra để đứng với mọi người yêu em thì mọi người chụp ảnh em để mọi người đến quán nhiều hơn. Trời ơi, biết nghĩ cực kỳ luôn. Cho nên là hai anh em hợp nhau lắm. Hai anh em hỗ trợ nhau trong cuộc sống luôn á. Long Bé giúp em kiếm tiền luôn mà. Tiền kiếm về nha. Em hỏi em quay quảng cáo luôn luôn. Quảng cáo rất nhiều. Em không cướp nha. Tiền chia đôi đàng hoàng nha. Em lập cho một cái tài khoản ngân hàng tống vào đó. Rồi anh biết không, nó khôn đến mức độ mà nó bảo em là anh ơi, đừng để tiền trong ngân hàng. Mất giá. Nó biết thế luôn á. Mình đi mua vàng đi. Mua vàng à. Thế là cứ được bao, ví dụ được 5-7 triệu ấy lại mua một chỉ vàng để cất. Trời ơi, chỉ có phải là anh ơi đến năm 18 tuổi từng đấy vàng là cho lấy vợ luôn, được luôn. Đâu cần anh hỗ trợ gì, tự kiếm, tự nuôi. Cho nên là mọi người bảo em là nuôi Long Bé không đúng đâu. Tự nuôi đó, tự nó nuôi nó đó. Đương nhiên là nó cũng sẽ có những kỷ luật trong đó. Nếu cái gì sai là cũng không yên với em đâu. Em cũng ghê gớm, em cũng răn đe lắm anh. Anh cũng rất là sợ em đấy, nhưng mà lúc nào thoải mái thì rất là thoải mái. Ngon quá mà. Ồ đúng rồi. Còn về xôi á, thì xôi này là xôi Bắc anh. Xôi Bắc rồi. Xôi Bắc khác xôi miền Nam là gì? Xôi miền Nam sẽ dẻo, ngọt. Xôi Bắc nó sẽ hơi khô, tơi. Và cái độ dẻo của nó sẽ tơi ra. Hành phi nhà em tự phi thôi nha. Mọi người có thể ăn bằng nước xì dầu này, nước thịt này, tùy. Tại vì có người thì thích ăn xì dầu và có người thì thích ăn thịt. Hôm nào em thử pha một miếng, một chén làm thử, pha một tí nước dừa vô thử. Đừng pha đường mà pha nước dừa thử. Nước dừa với xì dầu nghe cũng hợp lý nha anh nhỉ. Tức là anh không biết em pha này trong này những gì, nhưng mà thay vì đồ ngọt á em đừng lấy đường hay gì, tạo bằng nước dừa thử ra. Nhưng mà cái cốt nó phải hơi cao. Cái này được. Dạ, không quá đâu, nước dừa làm gì mà cao quá. Dạ hả? Cao. Anh ăn thấy khác xôi miền Nam không? Nó rời mà nó tơi hơn. Dạ. Là nhiều khách của em cũng phản ứng là em ơi xôi khô quá vậy, sao xôi nó tơi quá vậy. Nhưng mà bản chất khi mà em đi ăn xôi và sòn ở ngoài miền Bắc này, hay là những cái xôi rất là nổi tiếng ở ngoài miền Bắc mà anh đi ăn ấy, nó hay có xôi chị thịt, chả trứng, lạp xưởng những cái thứ này, thì nó là như vậy. Nên là em vẫn muốn giữ cái điều đó cho một buổi sáng để
những cái người mà ở ngoài Bắc lâu năm họ có thể ăn và họ có thể cảm nhận được. Sau khi mà ăn rất là ngon mà nó no nê rồi, anh có một cái thắc mắc rất là nhỏ mà tất cả quý vị anh nghĩ là cũng thắc mắc về cái quán của em, tại sao nó lại có tên là Một Buổi Sáng. Cái này thì rất là đơn giản thôi, em thì là một cái người đơn giản đấy, không cầu kỳ quá đâu. Thì em trả lời nó như này nhá. Một buổi sáng nọ em tình cờ suy nghĩ đến một cái quán ăn. Thật ra cái món bún sáng ngoài Hà Nội, ngoài Bắc á, là cái món ăn sáng. Em không biết người miền Nam hình như là họ không có thói quen ăn sáng nhiều. Nhiều, rất nhiều. Rất nhiều, nhưng mà ý là miền Nam thì em cảm giác là sáng họ ăn xôi, bánh mì, đúng, này, cơm nhanh, tấm, ăn nhanh, ăn vèo á. Hà Nội là không vội được đâu nhanh. Hà Nội là sáng là rùng rình, chạy. Bắt đầu dậy từ 6-7 giờ sáng, chứ không kể cả không đi làm hay đi làm, dậy 6-7 giờ sáng. Bắt đầu thong dong đi ra những cái quán ăn, ngồi nhâm nhi ly cà phê, xong rồi ăn sáng, xong rồi hưởng cái không khí. Đó là nét văn hóa rất hay của Hà Nội. Ở trong một cái một buổi sáng thì cái món bún thang là một cái món được lựa chọn rất là nhiều. Thì em bảo cái món signature của mình là món bún thang, thì mình đặt một cái tên gì để làm sao mà mọi người hỏi về nhiều á. Bởi vì khi mà mọi người cứ nói về cái tên của mình nhiều là mình đã thành công rồi. Đối với em, quan điểm kinh doanh của em là thế. Thì em mới bảo là em mọi người ơi, bây giờ nghĩ tên gì đi. Bây giờ đồ mình là đồ ăn sáng, thì em họp với mấy anh chị em, thì em là cái người nghĩ ra cái tên này. Thôi hay mọi người đặt nó là một buổi sáng đi, thì em nghĩ là mọi người sẽ hỏi nhiều về một buổi sáng đấy. Với cả hơn nữa nó cũng là signature của quán mình là bán đồ ăn sáng. Nhưng anh thấy ở trong kể cả logo của quán nha, em cũng mang một cái logo rất là hơi lằng nhằng một tí đấy, nhưng mà nó rất là Hà Nội. Nó có nón lá, nó có tô bún này, và nó có tháp rùa và một có chút buổi sáng. Đúng rồi, một cái không khí buổi sáng, một cái làn gió nào đấy nhẹ nhàng. Nghe nói là quán này một buổi tối cũng rất là đông. Chính vì tên quán là một buổi sáng, đâm ra khi mà khách đến đây họ chụp, họ check in lại á, họ hay có những cái cáp mắc cười lắm. Một buổi tối tại một buổi sáng, hoặc là một buổi đêm tại một buổi sáng, thì nó cứ nghe nó cứ rối não luôn á. Khách họ cũng thích như vậy. Rất là dễ thương, cảm ơn em ngày hôm nay đã cho anh thưởng thức cái món rất là ngon luôn. Ok, thì em bảo này, bây giờ nhé, mình anh em mình ăn uống này, no say này. Rồi, bây giờ mình thử trải nghiệm một tí. Nấu xôi hả? Không. Trải nghiệm mà như vừa nãy anh đứng ở bếp thì anh có thấy là quán em làm trứng. Và để làm được một cái trứng mỏng như vậy thì nó cũng phải có một vài cái kỹ thuật. Em là không giỏi nha, em nói trước nha. Em là phụ trách. Anh rất là đam mê cái phần đó luôn á. Nhìn nó đơn giản đó thôi, nhưng mà để tạo ra một cái miếng bánh trứng mỏng đó, nó là một cái kỳ công mà cứ gọi là cái tay của mình nó phải rất là điêu luyện để cho cái trứng mỏng. Dạ. Thế thì anh em mình thử thách đi, đây cũng là thử thách với em luôn nha. Bởi vì em không phải là một người nấu ăn giỏi. Và bây giờ thì mình sẽ làm thử thách chiên trứng. Tại vì em cũng phải khai thật luôn là em không phải là cái người đứng bếp mà làm những cái này nó thuần thục. Để mà làm ra một cái sản phẩm đẹp thì phải cần một cái tay nghề của người đầu bếp làm rất là nhiều lần rồi ha. Nên là nếu hai anh em cả Long Chun mà có sơ suất thì cũng quý vị bỏ qua nhá. Học lỏm nha đây mọi người, đây là học lỏm. Đây đầu tiên thì em sẽ cho vào đây một muỗng dầu này. Đó. Hai muỗng đi ha. Phải hơi lung khô. Đây, anh có cái này nè. Dạ. Rồi, em để xuống đi. Anh thử nha. Cho nó đi một vòng luôn đó. Khỏi chán nữa. Ok. Cái này em cảm thấy vẫn hơi bị nhiều. Đúng rồi. Thường thì em như thế này xong thì em sẽ đổ ra đây để cho nó có một cái lớp dầu nó phủ bên dưới. Rồi, đổ hết ra này. Sau đó mình sẽ cho trứng vô. Một muôi trứng nha. Rồi, sau khi tráng này em đổ ra liền. Ta-da! Rồi. Như vậy là rất là mỏng luôn. Wow, vậy là em làm rất là nhiều lần luôn đó. Chứ anh đổ vô là anh cái tay nó bị lỗ liền. Bong nhẹ ra đúng không? Bong nhẹ ra. Rồi mình lật. Em không biết canh cỡ lửa như nào cho nó vừa nữa, nhưng mà chắc chưa được đâu. Chưa được. Không mong mà không bị cháy, anh không bị quê chết thì được. Sao đâu. Ôi, quá tuyệt vời, quá đẹp. Thăng thăng. Dạ, anh làm thử một lần thế nào. Đó. Dạ, như... làm được nó mất cười. Ok. Rồi, em thấy cái chảo của mình nó vẫn còn dầu ăn nè ha. Dạ, đúng rồi, không cần thêm đâu. Tay của anh nó không có được dẻo như em rồi. Không, anh cho vào xong anh cho luôn một vòng. Đó, dễ mà. Rồi, đổ ra liền. Ok. Chậm một nhịp và nó sẽ bị dày đúng không đúng anh rồi. Ha?
Đó, thật ra mọi người thấy nó không hề khó luôn á. Đây là cái trứng thành phẩm để mà mình cho vào bún thang á mọi người. Rồi, cầm lên luôn. Nếu mà mình không có cái nồi hấp bánh nướng nè hoặc bánh cuốn á, mình có thể đổ như vậy để mình làm bánh cuốn thịt bằm cũng được. Thì bây giờ em về xong cái em móc ra, móc bột ra cái em để lên là em cuốn lại rồi. Cho nó chín rồi xong rút ra ha. Giờ anh rút không được mới mắc cười. Đắp mặt liền. Đó, thật ra nó cũng rất là đơn giản, nhưng không có gì khó khăn đâu mọi người ạ. Kính thưa quý vị, rất cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành, cùng Thuận với Long Chuân trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Rất hy vọng là quý vị sẽ đồng hành cùng với Thuận và Long Chuân trong nhiều chương trình nữa. Mà đặc biệt hơn nữa, hãy follow kênh TikTok của Long Chuân nhé. Cảm ơn mọi người và hy vọng là mọi người sẽ có những cái trải nghiệm thú vị hơn khi mà cùng anh Ngọc Thuận đi trải nghiệm những cái món ăn và những cái về ẩm thực, và hơn nữa là những cái câu chuyện đằng sau những cái món ăn đó, nó làm thế nào để cái món ăn đó nó có được cái linh hồn và nó có một cái câu chuyện bên lề như thế nào. Thì hy vọng là mọi người hãy ủng hộ cho anh Ngọc Thuận thật là nhiều. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trên những số phát sóng của Du Lịch Kỳ Thú tiếp theo. Tạm biệt mọi người.